gửi tặng áo dài theo bông hồng vàng. Xin kính chào tất cả chị em trong hội người Việt xuất sống ngày nay. Khi mà gửi đến chiếc áo dài đó là mẹ. Tại vì sếp cứ mua cái chiếc bao đi lông nó chờ một thời gian, nhưng mà lấy ra cái gì ủ tất cả nè. Thứ nhất là cái lụa này nó rất là mát, co giãn nữa, và cái mẫu này nó mẫu theo hoa là hoa hồng. Xin quý vị đấu giá đi để đóng góp cho hội thiện nguyện đầu năm. Kính mời quý vị. Nếu mà quý vị đấu giá xong, Kim Hạnh sẽ may cho quý vị luôn. Và sẽ may luôn đặc biệt đầu năm cho ai đấu giá bổ dài cho nhất. Và Kim Hạnh sẽ may miễn phí. Mình sẽ thiết kế cực kỳ đẹp. Ai đấu giá đâu nhất thì giá tiền kế theo ý muốn của quý vị. Hiện nay là ba cái áo dài của chị Ngọc, thành viên của chị Diễn Sống gửi tặng quý vị, là có một mạnh thường quân giấu tên để rồi hôm nay là chỉ trưng bày trên quý vị thôi, không có đấu giả. Đây là nguyên cột. Còn áo dài, bộ áo dài của Kim Hạnh tặng thì giá khởi điểm là 1.200.000. Vâng, xin mời anh Triệu Quốc, anh Dũng. Trần Dũng. Trần Dũng. Một chiều rưỡi. Cái quần vàng này mình có thể may xém á. Phải lộng cho có thể may ra mà xéo. Có thể may xém rất là đẹp. Và nếu quý vị đồng ý thì khi mà sẽ thiết kế một bộ ống quần rộng. Lâm Phan xin đấu giá cho cái cô học sinh của Lâm Phan Sally. Bộ dài màu hồng này là 1.700.000. 1.700.000 đó anh Dũng ơi. Anh Dũng ơi, tôi chấp lên cho anh ơi. 1.700.000 đồng. Sally là một học sinh của chị Con Phan. Thỉnh thoảng hàng tháng cũng có gửi ủng hộ cho quỹ tặng nhân đề thận từ anh từ Mỹ. Anh thỉnh thoảng cũng có gửi cho quỹ tặng nhân đề thận. Hôm nay thì nhờ Con Phan đấu giá 1.700.000. Anh Dũng 700.000 đồng. Anh Dũng 2 triệu đồng. Quý bộ và được may miễn phí. Không biết quý Mỹ sao còn may. Được may miễn phí. Dạ. Anh Thanh thường xin đấu dùng cho Sally 2.200.000. 2.200.000 đồng. Bộ áo dài màu hồng. 2.200.000. Bộ áo dài màu hồng. Đấy là cái chiếc quần. Mình biết không, bạn trẻ mình biết anh bạn trẻ của mình cũng muốn cái bộ áo dài này để tặng một cái người bạn. Không phải người yêu không? Anh Dũng ơi, người yêu hả? Anh Dũng chưa có người yêu. Anh Dũng với bạn không à? 2.500.000 đồng. Quá quá. Chị Sally là chị nào đấy? Dạ, 2.600.000 đồng. 2.600.000. Cố lên anh Dũng ơi. Cố lên. Rồi, nãy lên 200 giờ lên 100 mà thấy yếu rồi đó. 3 triệu. Dạ, kính thưa quý vị, là ai mà thích đi đánh giá cái bộ ống dài này cao nhất đêm nay thì Kim Hạnh hứa là không phải nói là may bị miễn phí là không có đẹp đâu nha. Mình thiết kế chứ không phải là mình phải may toàn thành, cho nên là sẽ thiết kế theo ý của quý vị và rất là đẹp. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai có nghĩa là không cần là phải người ở đây, nếu người ở nước ngoài gửi số đo về mình cũng làm đúng theo cái số đo đó luôn. Quá tuyệt vời luôn. 3.000.000 rồi chị Đoan ơi. 3.200.000 Sally đấu giá 3.200.000 3.200.000 đồng anh Dũng ơi. Sally chắc ủy quyền toàn quyền cho Văn Thanh rồi. Anh Dũng ơi. Đưa 3 triệu lên Dũng. Anh Dũng ơi. Anh Dũng chẳng chậm nha anh ơi. Mời anh Dũng đứng lên. 1 triệu. 3.500.000 đồng. Ba triệu sáu năm chục. Quý vị là
Kỳ này là cái chiếc áo dài này là theo chiếc lụa của ABC. Tức là chất liệu lụa rất là mát, rất là đẹp, không phải như những lần trước đâu. Năm nay 2019 là cái này làm thêm tất cả chất liệu tốt và đẹp. Lâm Phan thì thấy có một dấu hiệu là ngưng rồi, tức là ủy quyền được tới nhiêu đó thôi. Đây là bây giờ xin phép mình đến ngược để chúng ta còn hát với nhau. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 4 triệu, 2, 2, 6. Lâu lâu ngày đổ được. Trời ơi, lâu ngày được anh đến đây mừng quá. Má anh ơi, người anh đi. Mừng quá anh Dũng. Không phải có mặt đây mà gài thì mới được. Anh Dũng giữa trên hoa. Chúng mình cũng đã đánh giá thành công với bộ áo dài 4 triệu. Mà khi nào mà anh tặng ai, anh mời người đó đến gặp Kim Hạnh để được may thiết kế và may. Rồi xin gửi sân khấu lại cho ba cái này là rồi. Cái này có một mạnh thường quân giấu tên.